Ngay từ thời đánh Pháp, mỗi trung đoàn của quân đội ta đều có một đội văn công đi theo những người lính. Họ là ai? Một chàng trai phố thị bỏ ánh đèn hoa lệ đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Một cô gái Thái mà chỉ trước đó vài năm, bản làng của cô đã bị giặc Pháp đi càn hủy diệt. Họ phục vụ ngay tại mặt trận, sau những trận đánh. Điều đó có nghĩa là họ sinh hoạt và hy sinh như những người lính thực thụ. Nghệ sĩ ưu tú Kim Ngọc là một trong những người như thế. Bà tham gia quân đội trong những chiến hào giữa lòng thủ đô kháng chiến năm 1946. Cô gái đất Hà Thành đã đi từ mặt trận Thượng Lào tới Điện Biên Phủ. Không chỉ là văn công, bà còn làm nhiệm vụ quân y và cơ yếu. Bà là nữ văn công đầu tiên có mặt ở lòng chảo Điện Biên trong những ngày tháng 4, tháng 5 rực lửa. Mổ không có thuốc mê thì chỉ có thuốc tê gây dại dỗ thôi. Thì cháu thấy cháu nhổ một cái răng cũng đau chứ. Đằng này lại khoét một mắt, cắt một đoạn ruột thì nó đốt đau đớn chừng nào. Thế thì bác bật ra tiếng hát. Thế mà người chiến sĩ đó cũng thích bác hát. Thế là bác hát. Bài là bài của nhạc sĩ Hoàng Vân, là bức thư gửi bà mẹ Điện Biên. Mẹ biết các con đang chịu gian khổ, đêm sương muối trên chiến hào lạnh buồn, để cho quê hương ta được yên ấm. Mẹ biết máu các con đã đổ, để cho bông lúa vàng hạt hương hòa bình. Đồng đã hương xa, đây là một buổi biểu diễn báo cáo của các sĩ quan trường nghệ thuật quân đội, tiền thân của Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội ngày nay. Từ năm 1955, trường đã nhận nhiệm vụ đào tạo các sĩ quan văn hóa nghệ thuật trong quân đội. Bám sát nhu cầu của đất nước và quân đội, lớp lớp các thế hệ học viên của nhà trường sau khi tốt nghiệp đã tỏa đi các mặt trận, các quân khu, các quân binh chủng. Khi là lời ca, tiếng hát, khi là các vở kịch, văn công quân đội đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho quân đội ta, giúp quân và dân thêm yêu, thêm hiểu về quân đội, về đất nước và sự nghiệp cách mạng mà cả dân tộc đang hướng tới. Đây là những hình ảnh tư liệu đặc biệt được thực hiện tại đường Trường Sơn Huyền Thoại năm 1970. Nó ghi lại một buổi biểu diễn của văn công tại một đơn vị chiến đấu. Trên đầu họ, máy bay trinh sát của kẻ thù vẫn quần thảo. Trực tiếp ra mặt trận, chiến đấu và hy sinh như những người lính. Bởi một lẽ đơn giản, họ là văn công quân đội. Đơn giản, họ là những người lính làm văn hóa nghệ thuật.